Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống bản tin VNATV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của ngày đầu tuần. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại phần điểm tin còn lại trong ngày. Thưa quý vị, phải nói là cái vấn đề mà Liên Xô đang tìm cách mà xâm lăng Ukraine đồng thời với lại xâm lăng một cách là bằng kinh tế và súng đạn ở các nước Trung Đông như là Á Châu, nó làm cho thế giới rất là lo ngại. Mà tuy nhiên về vấn đề Ukraine là quan trọng quá, cho nên cả thế giới đang bỏ qua những vấn đề này và để mặc cho cái vấn đề mà các quốc gia nhỏ lẻ khác bị Nga mua chuộc. Một vấn đề quan trọng đó là từ cái ngày mà Nga xâm lăng Ukraine thì đã có khoảng chừng 280 triệu công ty của Mỹ đã rời bỏ cái đất nước Nga này, nhưng mà vẫn còn là một số vẫn đang hoạt động, chẳng hạn như là Donetsk này, vẫn còn 20 cái location ở Nga, Donetsk, và còn các anh chàng mà là chuyên môn cung cấp thực phẩm và thức uốngอย่างMondelez đó, là cha đẻ của các loại bánh kẹo như Oreo, Rich và Chip Ahoy đó, bây giờ là lợi dụng thời cơ này và đang thông lãnh cái thị trường của những cái món cookie nhỏ. Marriott Hotel cũng thế, cũng đang tiếp nhiều khách thêm và kiếm thêm nhiều lợi nhuận khác, đồng thời với một số các công ty khác như là Burger King rồi Sunfield rồi những cái công ty một số công ty thực phẩm khác như McDonald's đó, Starbucks cũng vẫn đang xin lỗi, McDonald's và Starbucks thì đã bồi bỏ Nga rồi, trong khi đó còn lại những công ty mà chúng tôi vừa thưa. Đó là một danh sách rất là nhỏ mà chúng tôi hy vọng có thể cập nhật trong ngày mai. Dạ, và chúng tôi quay qua về cái vấn đề mà nhiên liệu hiện tại cũng đang là một trong những cái vấn đề nhức nhối của cả Hoa Kỳ và cả trên toàn cầu luôn. Thì mới đây thì Venezuela cũng đã lên tiếng rằng là có thể sản xuất lên thêm là khoảng là ít nhất 400.000 thùng dầu cho mỗi ngày, nếu như mà Hoa Kỳ cho phép một cái công ty dầu khí của Nga có tên gọi là PDVSA mua bán dầu mỏ của cái nước này. Trước đó vì cũng đã có lệnh cấm dầu mỏ của Venezuela. Và nếu mà sản xuất thêm cái thêm chừng đó là lên khoảng 400.000 thùng thì cái sản lượng dầu mỏ của cái Venezuela thuộc về cái thành viên của tổ chức OPEC sẽ đạt được gần là khoảng 1.200.000 thùng trong một ngày. Thì lời của ông Renato Quintero là chủ tịch của cái công ty này đã cho biết. Thì ông nói rằng là vào tháng Giêng vừa rồi thì trung bình thì của Venezuela là sản xuất là 755.000 thùng trong một ngày. Và khi mà có một cái sự gặp gỡ với lại ông Nicolás Maduro, tổng thống của Venezuela, thì những cái giới chức Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu rằng Venezuela nên dành ít nhất một cái phần dầu mỏ xuất cảng cho Hoa Kỳ theo bất cứ một cái thỏa thuận nào để về cái nới lỏng lệnh cấm bán dầu mỏ mà Washington cũng đã áp lên Venezuela vào năm 2019. Thì theo như lời ông Quintero nói rằng là với công suất hiện tại thì chúng tôi có thể sản xuất thêm là khoảng 400.000 thùng dầu. Thì thời gian qua có rất nhiều cái công ty như là Chevron Corporation cũng đã lên tiếng vận động là chính phủ Hoa Kỳ cho phép mua bán trở lại dầu mỏ của Venezuela. Và năm 2021 vừa rồi, khi mà giảm sản xuất và xuất cảng thì Venezuela cũng đã bắt đầu tăng về cái sản xuất lên là 636.000 thùng cho một ngày, là tăng khoảng 12%. Và nếu mà Hoa Kỳ cấm nới lỏng cái lệnh mua bán dầu mỏ với Venezuela, trong một cái số trường hợp thì Venezuela nói rằng là vẫn có thể sản xuất thêm là 1 triệu thùng cho một ngày, tùy theo là có đủ vốn hay là không có đủ vốn, cũng như là tùy theo những cái bên mà đưa ra cái vấn đề đàm phán có tin tưởng với nhau hay là không. Nhưng mà những cái chuyên gia về vấn đề nhiên liệu thì họ nói rằng là có một cái ít sự lạc quan về cái vấn đề mà ông Quintero này đã dự báo. Vì nếu mà muốn tăng sản lượng tại Venezuela như vậy thì cần phải có nhiều giàn khoan cũng như là cần rất là nhiều vốn để đầu tư vào đây. Thì cái sản lượng mà dầu mỏ của Venezuela cũng đã giảm mạnh do có nhiều năm thiếu đầu tư vì cái lệnh cấm này, cũng như là cái vấn đề mà quản trị rất là kém. Và cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với cái công ty dầu mỏ lớn của Venezuela là PDVSA. Và cuối những năm 1990 thì Venezuela cũng đã sản xuất là khoảng 3.7 triệu thùng trong một ngày. Thì nếu mà hợp tác được với Venezuela thì hy vọng rằng là có thể sẽ giải quyết được một số cái vấn đề khó khăn hiện tại về nhiên liệu hiện tại. Thế về một tin rất là lạ, tức là mà không ai để ý, đó là hàng chục ngàn du khách của Nga đang kẹt lại ở Thái Lan bởi vì visa và red card của họ bị stop. Bây giờ không còn tiền để mà xài nữa, bây giờ lang thang trên bờ biển. Và ông giám đốc về vấn đề mà du lịch cho biết rằng là bây giờ chúng tôi đang tìm cách để giúp đỡ những người này bằng cách thứ nhất là cho được 15 ngày period, tức là rest period, là không phải trả tiền. Vì chúng tôi vẫn cần những người du khách của Nga tới đây thường xuyên. Ở những cái đảo xa như thế này là thì du khách Nga chiếm phải nói là phần lớn. Và bây giờ thì họ không có tiền cho nên chúng tôi vẫn cho họ một cái grace period. Đồng thời chúng tôi tìm cách giúp đỡ cho họ cái phương tiện để sang nước láng giềng để có thể bay về Nga. Mà bây giờ thì Nga, các chuyến bay đi về Nga chúng ta đã biết đã bị đóng cửa tất cả rồi. Do đó thì visa với credit card của tất cả cái tiền bạc của những người khách, du khách ngoại quốc cũng đều bị đóng băng luôn. Do đó thì bây giờ tới 17.599 người Nga đang lang thang trên bờ biển và không biết bao giờ có thể về được đất nước của mình. Thì đó cũng là một cái yếu tố rất là lạ lùng mà chúng ta trước đây chưa thấy ở trong cuộc chiến tranh nào khác, thưa quý vị. Dạ, và tới đây thì chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày đầu tuần của chúng tôi cũng đã chấm dứt. Phương Thảo và chú Chu Tất Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có một ngày thứ hai an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn quý khán giả vẫn đang dự hệ thống văn tầng VNATV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày đầu tuần. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Mai Ly với các loại vàng bạc, nữ trang và trang sức và nhận shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa, Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Mai Ly trên hệ thống văn tầng VNATV cũng như là trên kênh YouTube Mai Ly Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin, cũng là những cái vấn đề mà về Nga và Ukraine. Thì đây là một trong những cái tiết lộ mới nhất khi mà một cái người phi công của Nga đã thú nhận rằng đã nhận được một cái lệnh phải ném bom vào mục tiêu dân sự của Ukraine. Thì nếu mà trong suốt những ngày qua chúng ta có theo dõi những cái tin ở nước ngoài thì cũng đã thấy rằng là rộng rãi trên truyền thông của Ukraine đã cho công bố thấy rằng là một cái người phi công Nga hình như đang bắt đầu thú tội là nhận cái lệnh ném bom mục tiêu dân sự. Thì khi mà có một cái buổi họp báo tại hãng thông tấn Interfax Ukraine livestream thì cái người phi công này tự nhận tên của mình là Maxim Kristof và ông đã kể lại một cách tường tận về những cách ông nhận lệnh để mà thi hành cái lệnh đó trước khi mà ông đã bị bắn rơi vào ngày 6 tháng 3 và bị quân đội của Ukraine bắt. Thì theo như lời của ông nói, ông đang là trung tá và là chỉ huy phó của trung đoàn hàng không 47 của Nga. Ông nói là trong cái lúc mà tôi làm cái nhiệm vụ đó, tôi nhận mục tiêu không phải là cơ sở quân sự của Ukraine mà là một trong những cái tòa nhà dân cư mà những người dân này rất là ôn hòa. Nhưng khi mà tôi nhận lệnh thì tôi bắt buộc tôi vẫn thi hành. Đó là lý do mà ông đã ném bom vào. Và ông cũng cho biết rằng là các hệ thống phòng không của Ukraine bắn rơi cái máy bay của ông và sau đó bắt ông làm tù binh. Và ông biết rằng là ông đã thực hiện là 3 cái vụ ném bom tại Ukraine và có lúc dùng là FAB 500 là một cái loại bom thời Liên Xô được thả từ phi cơ có đầu đạn nổ rất là mạnh. Và ông nói rằng tôi nhận ra đây là một trong những cái tội án rất là lớn. Tôi xin lỗi toàn bộ người dân Ukraine và hãy tha thứ vì những cái bất hạnh mà chúng tôi đã gây ra. Và tôi sẽ làm bất cứ những cái việc gì trong cái thẩm quyền để mà có thể chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt, cũng như là đưa những cái người mà phải chịu trách nhiệm về cái cuộc diệt chủng người Ukraine ra công lý. Và tôi hối thúc tất cả những người dân quân Nga phải ngưng phạm tội ác đối với người dân Ukraine ôn hòa. Và ông nói rằng là cuối cùng tôi nghĩ là chúng tôi cũng đã bại trận. Đó là lời của ông nói. Ông xuất hiện trong một cái buổi họp báo gồm có 3 sĩ quan quân sự của Nga mà Ukraine đã nói rằng là bắt được và hiện tại đang bị giam giữ. Và Nga cũng đã lên tiếng rằng là cáo buộc Ukraine là ngược đãi những cái tù binh của họ và cho biết những người quân nhân mà Nga này công khai bác bỏ cái sứ mệnh là bị do Ukraine đang cường ép, và hiện tại Ukraine cũng đã lên tiếng bác bỏ về những cái thông tin này. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi về những cái tin này để mà tiếp tục cập nhật cho quý vị là đúng hay là sai, hay là có một cái sự nhầm lẫn hay là như thế nào trong cái chuyện một cái cuộc xâm lăng coi như là một để mà Ukraine cũng đã đánh trả rất là mạnh mẽ để mà có thể bảo vệ lại đất nước của mình. Thưa quý vị, một thái độ rất là kiên cường của Tổng thống Zelensky trong ngày 12 vừa qua, ông đã tuyên bố với báo chí rằng là nếu mà Nga muốn chiếm Kyiv, thủ đô của Ukraine, thì Nga phải bỏ bom trải thảm kia và giết hết tất cả mọi người dân ở trong cái thành phố này mới chiếm được thành phố này. Đó là một cái tuyên bố rất là dũng cảm, và ông nói rằng là họ phải tới đây và họ phải giết tất cả những người của Ukraine của chúng tôi. Nếu mà đó là một cái mục tiêu của họ thì hãy tới đi. Ông nói vậy, let them come. Và đồng thời ông cũng tuyên bố rằng là việc Nga mà bắt cóc ông thị trưởng của thị trưởng Ivan Fedorov ở cái thành phố Melitopol, thì đây là một cái thái độ phải nói là vô cùng bất nhẫn đối với thế giới, phải nói là vô nhân đạo luôn. Tại vì khi mà Nga đã bao vây được thành phố này và cấm tất cả người dân ra đường, đồng thời bắt cóc ông thị trưởng và nhốt vào chỗ nào đó không ai biết, có thể là tra tấn, hành hạ và hành hình luôn, thì Tổng thống Zelensky đó yêu cầu Nga phải thả ngay lập tức ông thị trưởng Ivan Fedorov của thành phố Melitopol này ra. Tại vì đây là một cuộc chiến mà phải nói là không thể nói đây là một cuộc chiến, một chiến tranh chiếm đóng, nhưng mà không thể nào mà áp dụng cái phương thức khủng bố của một cái kẻ khủng bố của Trung Đông trước đây, thưa quý vị. Thật sự ra thì cái vấn đề mà bắt cóc một ông thị trưởng giữa ban ngày ban mặt để vào mà nhốt ở chỗ nào khác thì đúng là một hành động của kẻ khủng bố dã man. Dạ, và chúng tôi quay sang cái bản tin cho thấy rằng là trong cái cuộc xâm lăng này, Nga cũng đã tuyên bố rằng là diệt gần 3.000, chính xác là 3.593 những cái mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong đó có rất là nhiều trực thăng, xe tăng cũng như là pháo, và đã bị Nga phá hủy. Thì trong cái tổng số đó là có 1.159 chiếc xe tăng và thiết giáp, 118 pháo phản lực, 436 lựu pháo và 973 những cái phương tiện quân sự đặc biệt, là lời của người phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng của Nga đã lên tiếng và cho biết cái sự việc đó. Và ông nói rằng là ông Igor Konasenskov, lực lượng của Nga cũng đã bắn rơi tổng cộng là có 61 trực thăng và 126 máy bay không người lái của Ukraine. Trong đó thì có một cái trực thăng vũ trang Mi-24, một máy bay không người lái vũ trang Beratak TB2 và 2 máy bay không người lái khác của Ukraine cũng đã bị Nga bắn hạ chỉ trong có một ngày thôi. Và công bố thêm những cái video cho thấy rằng là cái trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã phóng cái tên lửa tiêu diệt thiết giáp Ukraine. Và Nga cũng đã không có nói rõ cái thời gian cũng như địa điểm mà đã diễn ra cái cuộc tấn công này. Thì Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cũng đã cho biết rằng là 1.300 quân lính của Ukraine cũng đã thiệt mạng, trong khi đó rằng có khoảng là 12.000 quân của Nga cũng đã tử trận. Hiện tại thì Moscow cũng chưa lên tiếng bình luận về cái số này, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật tin tiếp về cho quý khán giả tất cả những cái vấn đề mà về Ukraine cũng như là Nga. Thưa quý vị, một thông tin mới là một nhóm các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã đi đến Ba Lan để mà thăm viếng. Cái thứ nhất là thăm viếng cái sư đoàn 82 nhảy dù của Hoa Kỳ đóng ở đây, và thứ hai nữa là gặp gỡ những cái người mà lãnh đạo của Ba Lan, và đồng thời đưa lại lời cảm ơn. Thì nhóm này gồm có ông thượng nghị sĩ Rob Horton, Cộng hòa Ohio Amy Klobuchar và dân chủ ở Minnesota, Rosa Whitaker là Cộng hòa ở Massachusetts và Richard Blumenthal là Cộng hòa dân chủ của Connecticut. Thì phái đoàn này tới ở Nam tiếng nói của chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và để cảm ơn những người Ba Lan, chính phủ Ba Lan trong những thời gian qua, không những là thời gian qua mà là 23 năm liên tục là đã ở bên cạnh và Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà là đồng minh của Hoa Kỳ. Và cái nhóm những người mà không có phân biệt đảng phái này đã gửi một cái clear message, tức là một cái thông điệp là rõ ràng, nói rằng là Hoa Kỳ cảm ơn những sự support của Ba Lan đối với Ukraine, và cũng cảm ơn cái đề nghị của Ba Lan là sẽ cung cấp một cái fighter jet cho người Ukraine, và cũng đồng thời là cũng cảm ơn Ukraine là tiếp tục cái sự mà can trường chịu đựng cái tấn công của kẻ khát máu ở bên Nga. Thế vậy đó là lời của ông Falkland, là nghị sĩ Falkland đã nói như thế. Và đồng thời ông Blumenthal nói rằng là vì Putin vẫn tiếp tục cái cuộc xâm lăng là brutal savage, tức là man rợ ở này đó, thì tôi đã đi cùng với cái nhóm mà cả hai nhóm người thuộc hai đảng này để đến Ba Lan. Thứ nhất là để xem những cái hoàn cảnh mà phải nói heartbreaking, tức là vỡ tim, cái ngày đau khổ của người Ukraine, và để xem cái vấn đề mà vấn đề nhân quyền bị vi phạm trầm trọng như thế nào và chúng tôi có thể giúp đỡ được với những người bị vi phạm nhân quyền đó. Đồng thời chúng tôi sẽ cố gắng để giúp đỡ những người mà không quân phi công của Ba Lan, là xin lỗi, của những người Ukraine, những người anh dũng đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng, nên là phải nói là brutal, tức là cực kỳ hung bạo này. Dạ, và cái bản tin trước đó chúng tôi cũng đã gợi cho quý khán giả khi nói là Ukraine đã cáo buộc là bên phía Nga có những cái vi phạm về luật nhân đạo quốc tế về cái hành lang. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên tiếng cáo buộc rằng là Ukraine đã vi phạm về cái vấn đề luật nhân đạo quốc tế này. Thì cái sự việc này cứ hai bên cứ đổ qua đổ lại cho nhau. Thì trong một cái cuộc họp với lại Tổng thống Pháp Macron cũng như là Thủ tướng Đức là Olaf Scholz, thì Tổng thống Nga đã lên tiếng cáo buộc quân đội của Ukraine là hành quyết người bất đồng chính kiến mà không cần xét xử, và cũng như là lợi dụng dân thường để làm lá chắn sống, và cho biết rằng là Kyiv hiện tại đang triển khai những cái vũ khí hạng nặng gần những cái bệnh viện, trường học và những cái nhà trẻ. Và ông cũng đã nói với lại Tổng thống Macron và Thủ tướng Scholz về những cái cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, và hai bên cũng đã đạt được một cái gọi là thỏa thuận hành lang nhân đạo để mà sơ tán những người dân thường, nhưng mà vẫn chưa đi đến cái lệnh gọi là ngừng bắn hoàn toàn. Thì trong khi đó thì Thủ tướng Pháp cũng như là Tổng thống Pháp cũng như là Thủ tướng của Đức đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Putin phải ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và có một cái giải pháp ngoại giao cho cái sự xung đột này. Và cái cuộc điện đàm này chỉ kéo dài trong vòng có 75 phút thôi, nhưng mà cho thấy rằng là Tổng thống Putin ông chưa có ý định để mà sẵn sàng dừng tại cái cuộc chiến ở Ukraine. Và trước đó thì những cái giới chức của thành phố Mariupol thuộc miền nam của Ukraine đã cáo buộc rằng là không quân của Nga đã thả rất nhiều quả bom khiến cho bệnh viện phụ sản và nhi đồng đã bị tàn phá trên một cái phương diện rộng mà chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý vị. Và Tổng thống Zelensky cũng đã cáo buộc rằng là Nga thực vi hiện một trong những cái hành vi diệt chủng khi mà ném bom vào bệnh viện. Và người phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov đã nói rằng là lực lượng Nga và khẳng định là không có tấn công những cái mục tiêu dân sự, và nói đang có một cái sự xem xét về cái vấn đề này, và cho biết rằng là Kyiv đã tạo dựng ra một cái hiện trường để mà dàn dựng ra cái sự việc tại đó để mà lên tiếng coi như là cáo buộc về Nga. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái vấn đề mà Moscow với Kyiv có một cái cáo buộc về cái vấn đề mà thỏa thuận vi phạm ngừng bắn trong cái thời gian qua cứ đổ qua đổ lại cho nhau, cũng như các hành lang nhân đạo cho tới bây giờ vẫn chưa có mà giải quyết được hoàn chỉnh. Và Liên Hiệp Quốc cho biết rằng là có khoảng 2,5 triệu người dân của Ukraine cũng đã sơ tán, và văn phòng của nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ghi nhận là có 564 thường dân thiệt mạng tại Ukraine kể từ khi mà bắt đầu là Nga xâm lăng vào Ukraine, và trong đó là có 41 trẻ em. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, một vấn đề rất quan trọng mà thế giới đang bỏ qua tại vì chú trọng nhiều quá đến Ukraine và cuộc tấn công của Nga và Ukraine, mà quên rằng có một phần đất khác đang bị Nga tấn công một cách rất là mãnh liệt. Thưa quý vị, đó là Middle East, Trung Đông và Africa. Đó là hai cái điểm đến của chính phủ Nga. Họ đã gửi những người mà nhân viên cao cấp của Bộ An ninh, của Bộ Quốc phòng đi tới những nơi này để làm gì? Để móc nối và mua luôn tất cả những tay một lãnh tụ mà khát máu cũng như là Putin mà đã mua đất bằng tiền bạc và bằng phương tiện quân sự. Chẳng hạn như là tới Syria đó thì ông Bộ trưởng mà Nội an của Nga đó đã cho tặng những cái nuclear capable bomber hypersonic missile, tức là những cái hỏa tiễn mà kêu là hỏa tiễn mà siêu thanh đó, và cũng như là những cái tàu bay mà có thể chở bom nguyên tử tới Russia. Ở trong khi là Sudan đó, thì Nga đã đưa tới một cái vấn đề quan trọng, đó là một cái căn cứ hải quân ở Biển Đỏ. Vậy ở Mali đó thì là Nga đã đưa tới một cái lời mời gọi rất là hấp dẫn đối với những kẻ mercenary, là những kẻ tình nguyện đi làm lính đánh thuê, để làm gì, để mà khi trường hợp mà Nga cần tới thì sẽ sử dụng tất cả những người đánh thuê này. Dĩ nhiên là với những cái lời trao đổi béo bở làm cho cái dân mà Mali đó, là cái dân bây giờ đang có những cuộc xung đột chủng tộc rất là dữ, có thể gia nhập vào đoàn quân viễn chinh, đoàn quân đánh thuê này để giúp cho Nga và đi xâm lăng các nước khác. Thì đó là một vài cái điều chúng tôi nhấn mạnh trong cái vấn đề mà Nga giờ đang đi mua đất những chính quyền, những cái đất nước mà đang hỗn loạn về chiến tranh, mua đất bằng tiền bạc, bằng vũ khí và bằng lợi những hứa hẹn về tài chính nữa, để mong cho những nước này gia nhập vào cái hệ thống của Nga, hệ thống của Nga, để biến Putin thành một đại đế như ngày xưa của Stalin vậy. Dạ, và đây là chính quyền của Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo rằng là nếu mà Nga dùng cái vũ khí hóa học tại Ukraine thì sẽ phải trả một cái giá rất là nặng nề. Khi mà trong một cái cuộc họp thì đã ra một cái vấn đề mà cảnh báo, cũng giống như là trước đó thì cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng như là đồng minh NATO cũng lên tiếng rằng là Nga có khả năng sẽ đánh vào Ukraine, và cũng có dự định đưa ra những cái ngày. Và cũng phải nói, theo như là Tổng thống Joe Biden, ông nói rằng là tôi không nói về cái vấn đề tình báo, nhưng mà tôi nói Nga sẽ phải trả giá rất là nặng nề nếu mà dùng một cái vũ khí hóa học tại đây. Mặc dù là tới hiện tại, tới bây giờ thì Tòa Bạch Ốc vẫn chưa có những cái bằng chứng về Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, nhưng mà cũng đã lên tiếng cảnh báo là Moscow có thể sử dụng cái loại vũ khí này. Và theo như là chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết rằng là Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, hoặc là sẽ tạo ra một cái cớ nào đó để có thể dùng tới cái vũ khí hóa học, là lời phát ngôn viên của bà Chanspasky. Thì bà cũng đã chỉ trích cáo buộc mà Nga nói rằng là sai trái, cho là Mỹ đang chế tạo cái vũ khí hóa học tại Ukraine, và cũng lưu ý rằng là rất là từ lâu có hồ sơ rành là Nga sử dụng vũ khí hóa học, cũng như là cáo buộc phương Tây vi phạm những cái lỗi mà Nga đang vi phạm như vậy. Và hiện tại thì chính phủ của ông Biden cũng đã nhận thấy rằng là Nga sử dụng vũ khí hóa học trong vụ cái đầu độc cái người tướng ông Alexei Navalny, là một cái nhà lãnh đạo đối lập của Nga vào năm 2020, lẫn đầu độc ông Sergei Skripal, là cựu sĩ quan quân đội Nga, cũng như là con gái của ông vào năm 2018. Thì đây là những cái thông tin chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật để mà gửi đến cho quý khán giả. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống thông tin VNATV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình điểm tin của buổi sáng ngày đầu tuần, ngày thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2022. Phương Thảo và chú Chu Tất Tiến cũng gửi lời chào đến quý khán giả đang thêm đài, cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNATV 57.3, 16.10 và 26.9. Gửi lời chào đến chú Chu Tất Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin chào Chắn. Là chúng tôi phải thưa quý vị cái tình hình Ukraine mới hôm nay. Thưa quý vị, thì chúng ta đã biết rằng là cho đến giờ tình trạng vẫn là bất phân thắng bại giữa hai bên, nhưng mà có lẽ là bên Nga sẽ xa lầy, thưa quý vị. Cho đến ngày hôm nay thì Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng là ông sẽ downgrade, tức là giảm hết tất cả sự liên hệ giữa Mỹ với lại Nga, như là một cái sự trừng phạt cho cái sự xâm nhập của Ukraine. Thì đồng thời Biden cũng ban, tức là cấm tất cả import của Russian seafood, về thực phẩm, về hải sản, alcohol và diamond, ba thứ đó. Thì đây là một biện pháp trừng phạt mới nhất trong một loạt những các trừng phạt mà Biden đã áp dụng cho Russia, cho trực tiếp là cho Putin từ ngày mà Putin đã tấn công Ukraine. Đồng thời các quốc gia khác cũng đã cùng hợp tác với Biden để mà ban, tức là ngăn cản tất cả sự nhập cản nhiều cái hàng hóa khác từ thế giới Âu Châu cho tới Nga, cũng như là cũng ngăn cản luôn cả vấn đề mà Nga xuất cảng hàng hóa sang bên các thế giới bên ngoài. Thì đây là cái biện pháp là rất là căng thẳng cho Putin. Cho tới giờ này thì Putin cũng thấy rằng là cái chương trình mà kế hoạch của ông ta chỉ có 48 giờ là nuốt trọn Ukraine đã tan tành mây khói, và người ta còn chờ đợi thêm một vài cái kết quả về quân sự nữa, thì chắc chắn là Nga sẽ không thể nào mà thực hiện được cái âm mưu chiếm cả nước Ukraine vào tay của mình. Dạ, và chúng tôi cũng tiếp theo cái bản tin của chú Chu Tất Tiến nói về cái vấn đề của Hoa Kỳ mà cũng đã có những cái sự trợ giúp về cho Ukraine. Thì mới đây thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã chuẩn thuận để mà chuyển thêm viện trợ quân sự lên đến là 200 triệu Mỹ Kim nữa cho Ukraine. Thì đã nâng cái tổng tiền viện trợ từ đầu năm cho tới bây giờ là lên khoảng 1,2 tỷ Mỹ Kim. Và cái số tiền này sẽ được dùng để mà mua hỗ trợ về cái hệ thống hỏa tiễn, xe chống tăng và phi cơ cũng như vũ khí hạng nhẹ. Và cho biết rằng là cái số tiền cũng đã được chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông qua một cái đạo luật gọi là hỗ trợ ngoại quốc, dùng để mà mua những cái thiết bị vũ khí và những cái thiết bị quốc phòng từ những cái kho vũ khí quốc phòng của Hoa Kỳ cho Ukraine, cũng như là để nhằm huấn luyện quân sự cho Ukraine. Thì cũng đã được chuẩn thuận cái số tiền khi mà Quốc hội thông qua cái vấn đề viện trợ khẩn cấp trong tuần vừa rồi lên đến là 13,6 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, gồm là trong đó có là 6,5 tỷ để mà gửi chi phí quân sự sang Đông Âu và 6,8 tỷ Mỹ Kim để viện trợ kinh tế cũng như là giúp đỡ cho những người tị nạn. Mà hiện tại cái số vũ khí mà Hoa Kỳ cũng như là những cái nước đồng minh phương Tây đã sẵn sàng để hỗ trợ Ukraine trong suốt cái thời gian qua là gồm có hỏa tiễn phòng không cũng và xe chống tăng đã được Ukraine sử dụng hiệu quả trong cái cuộc chiến để mà nhằm chống lại cái sự xâm lăng của Nga. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, một cái tin cũng rất là phấn khởi cho những người Ukraine, tức là tuần vừa rồi qua thì ông kêu là tổng tham mưu trưởng của quân đội của Hoa Kỳ, tức là đại tướng Maxim Kristof đã tới một cái địa điểm gọi là một cái sân bay nhỏ mà giữ bí mật, không có cho và bất cứ người nào biết. Thì nơi đây đã trở thành một cái địa điểm mà trung chuyển tất cả những cái vũ khí hạng nặng cho từ Ukraine. Thì theo một nguồn tin rất là thân cận cho biết rằng là đã gửi sang bên Mỹ, Mỹ đã gửi sang bên Ukraine rất là nhiều những súng, và đặc biệt là súng chống tăng, và súng chống tăng cũng như là súng bắn những xe bọc thép á, không phải xe tăng mà là xe bọc thép, xe thiết giáp và hạng nhẹ, cùng đồng thời với những cái hỏa tiễn mà cầm tay để có thể bắn hạ máy bay của Nga. Thì cho tới giờ này người ta biết rằng là cái nhịp độ mà các chuyến bay từ Mỹ chở vũ khí đạn dược sang bên Ukraine trước đây chỉ có 2-3 chuyến một ngày, bây giờ lên tới 17 chuyến một ngày. Thế là 17 chuyến một ngày, địa điểm này vẫn chưa được tiết lộ thưa quý vị, tại vì sợ Nga có thể tấn công vào cái nơi này làm chặn cái đường tiếp tế của Mỹ sang Ukraine. Thì đây là một cái điều mà rất vui mừng cho quân lính Ukraine. Hiện nay thì Ukraine đang ra sức chống trả mãnh liệt cái vấn đề tấn công của Nga vào thành phố thủ đô Kyiv, với nhiều chiến thuật đặc biệt, là chẳng hạn như là vẫn là ném dùng bom xăng ném vào những xe tăng và xe bọc xếp của Nga, đồng thời dùng hỏa tiễn của Mỹ, Javelin, và cũng như là hỏa tiễn cầm tay của Đức và của các nước Âu Châu khác để mà bắn thủng. Cho đến giờ này là tới 426 chiếc xe tăng đã bị bốc thành một đống sắt vụn thưa quý vị. Dạ, và hiện tại thì khi mà chúng tôi cũng đã cập nhật cái bản tin nói rằng là cái nhà máy điện hạt nhân của Ukraine cũng đã bị nổ, và có một cái sự mà nếu mà không dừng lại để mà dập tắt cái ngọn lửa đó thì sẽ gây ra chất phóng xạ. Thì mới đây thì Ukraine cũng đã cho biết cái thông tin nói rằng là có khoảng 400 lính của Nga cũng đã bắt đầu kiểm soát cái nhà máy hạt nhân này, và coi như kiểm soát hoàn toàn luôn khi có sự hiện diện ở đây. Về cái những cái lực lượng quân sự Nga đã cho thấy là được ở chỗ này, và theo như là cái người lãnh đạo công ty năng lượng hạt nhân quốc gia của Ukraine cũng đã đưa tin ra gửi cho cơ quan năng lượng của nguyên tử quốc tế biết về cái sự việc nói trên. Và tổng giám đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử là ông Mariano Grossi cũng cho biết rằng là đã có sự thông báo từ phía của Ukraine cho biết rằng là hiện tại Nga cũng đang cho quân lính nơi đó để mà có thể kiểm soát hoàn toàn nhà máy điện lớn của Ukraine là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Và theo như cơ quan năng lượng nguyên tử cho biết rằng là hiện tại thì cơ quan quản lý hạt nhân của Ukraine cũng đang tiếp tục để mà sửa chữa cái nhà máy điện hạt nhân này ở Chernobyl và hiện tại đang dùng máy phát khẩn để cung cấp nguồn điện dự phòng cho những cái vấn đề mà có liên quan trong nhà máy để đảm bảo một cái sự an toàn. Thì khi mà Ukraine nói như vậy với lại cơ quan nguyên tử quốc tế thì Nga cũng đã lên tiếng là phủ nhận những cái cáo buộc là họ không có nói rằng là họ muốn kiểm soát vĩnh viễn nhà máy điện hạt nhân. Nhưng mà người lãnh đạo của Rosatom cũng đã xác nhận có một số chuyên gia của tập đoàn của Nga hiện đang ở cái nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia này, nhưng mà đã lên tiếng phủ nhận là kiểm soát hoạt động này hay là có ý định để mà có thể tiếp nhận cái nhà máy này vĩnh viễn thì chưa biết. Và cái vấn đề mà nhà máy hạt nhân này thì chúng ta cũng đã thấy rằng là nơi đây đã sản xuất ra khoảng 19% cái lượng điện cho toàn của đất nước Ukraine và là một trong những cái nhà máy lớn nhất của châu Âu với 6 lò phản ứng lớn và 6 bể để làm mát với hàng trăm tấn nhiên liệu hạt nhân. Và 3 lò đang hoạt động và 3 lò hiện tại đã đóng kể từ khi mà bắt đầu Nga xâm lăng vào Ukraine. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái vấn đề này xem là Ukraine đã nói như vậy và phía Nga cũng đã lên tiếng phản đối thì cái sự việc như thế nào thì chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến quý vị. Thưa quý vị, một điều mà cả thế giới đang lo ngại là về Putin là một kẻ khát máu. Nói đúng là một kẻ máu lạnh là bất chấp tất cả sự hy sinh thiệt hại của chính dân Nga, trong khi dân Nga đang là rên rỉ và lao về không có thức ăn, không có nước uống và không có điện để sưởi ấm trong mùa đông. Thưa quý vị, thì Putin vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái cuộc tấn công vào Kyiv, và trước đây thì là hắn đứng ngoài cho quân đội của Nga đứng ngoài Kyiv khoảng chừng 25 dặm. Ở đến 15 dặm mà bây giờ chỉ còn cách Kyiv có 9 dặm mà thôi. Có 9 dặm mà thôi, và hắn bất chấp tất cả sự thiệt hại của các xe tăng, thiết giáp, rồi lính của Nga chết rất là nhiều, cũng như là những máy bay rớt xuống, rồi những cái drone không người lái cũng bị bắn hạ. Mà Putin vẫn tiếp tục đẩy mạnh và vẫn cố gắng cho bằng được để chiếm được Kyiv. Thì đây là một cái đòn liều mạng của Putin, và thế giới rất là lo sợ, tại vì một khi mà Putin nhất định chiến cho bằng được Kyiv thì sinh mạng của quân Nga phải tổn thất rất là nhiều. Trong cái đó thì yên là thường dân của Ukraine cũng bị thiệt mạng nhiều lắm. Do đó thì một số người đã bỏ Kyiv đi, những người mà có con nhỏ của Kyiv đi. Cho đến ngày hôm qua người ta thấy là cái số người mà rời Kyiv đi là khoảng chừng 13.000 người mà đã được cứu cấp ra ngoài thủ đô Kyiv, bằng một nửa con số của cái ngày trước, thưa quý vị. Đây là một tình trạng phải nói là một cuộc chiến và là kinh khủng, một chiến tận diệt, nhưng mà cả hai bên đều chết. Và chúng tôi cũng đã cập nhật một cái bản tin cho quý khán giả thấy rằng là coi như là về cái số người mà thiệt mạng của binh sĩ Nga. Và mới đây thì lần đầu tiên thì Ukraine cũng đã lên tiếng công khai những cái số binh sĩ của nước họ cũng đã thiệt mạng trong cái vấn đề này. Khi mà Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky, ông nói rằng là có khoảng 1.300 những cái quân sĩ của Ukraine đã thiệt mạng sau mà hơn 2 tuần đã xảy ra cái cuộc xâm lăng như vậy. Để mà trả lời trong cái cuộc họp báo đó thì ông cũng nói rằng là có khoảng là 12.000 binh sĩ của Nga đã thiệt mạng tại đất nước Ukraine. Và tỷ lệ mà cái vấn đề mà thiệt mạng là của đất nước Ukraine so với Nga chỉ là 1/10 thôi. Và điều này chẳng có gì mà để mà có thể mà cải thiện được hết. Và đây cũng là lần đầu tiên mà coi như Tổng thống Zelensky ông đã lên tiếng họp báo để mà nói về cái số quân sĩ của mình đã thiệt mạng. Trong khi đó thì trước đó vào ngày 2 tháng 3 thì Bộ Quốc phòng Nga chỉ có cái báo cáo rằng là có khoảng là gần 500 quân sĩ của nước họ đã coi như là bị chết tại Ukraine. Hiện tại thì vẫn chưa có một cái sự cập nhật nào mới về cái vấn đề thương vong. Hoa Kỳ cũng như là những cái nước phương Tây thì cũng đang có một cái sự ước tính về cái số lính thiệt mạng tại cái vấn đề mà xâm lăng ở Ukraine là lên đến là khoảng đến là 150.000 quân. Và các phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga là Igor Conan Senskov cũng đã khẳng định rằng hiện tại thì lính của Nga cũng bắt đầu tiến sâu vào và coi như Nga cũng đã coi như vô hiệu hóa được khoảng là 2.911 cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine. Thì cái vấn đề này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị, và những cái vấn đề mà chi tiết hơn trong cái cuộc mà tấn công của Nga xâm lăng vào Ukraine, về những cái thiệt hại mà Ukraine đã phải hứng chịu thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị sau. Thưa quý vị, mới đây Georgia đã lên tiếng và phàn nàn về vấn đề chậm trễ của NATO trong khi mà ngăn chặn tất cả những cái máy bay không người lái đến từ Nga. Thưa quý vị, một cái drone của Nga nó bay qua, bay từ Romania, bay qua Ukraine, bay tới Hungary, rồi bay qua tới Russian, cái rồi rơi xuống và tan nát thành mảnh vụn. Thì Russia đã nói rằng là tại sao mà NATO lại có thể chậm trễ như thế. Nhưng mà NATO cho biết rằng là chúng tôi cũng đã theo dõi con đường đi của cái hỏa tiễn này, nhưng nó bay nhanh quá. Và khi mà nó bay qua tới Romania, Hungary, xong rồi vào tới Russia đó thì chỉ có mấy phút rồi. Tất cả tổng cộng là đi qua Hungary có 7 phút rồi. Và xin lỗi, 7 phút 40 phút tới qua Hungary và 7 phút tới Croatia, xong rồi rớt xuống tan tành ở đây. Thì chỉ như là cái máy bay không người lái này là máy bay lớn, là máy bay do thám chứ không phải là máy bay mà xung kích, cho nên nó không có gây thiệt hại gì về nhân mạng. Nhưng khi mà rớt xuống vào trong cái bãi parking của một cái trường học, trường đại học của Croatia thì làm cho rất nhiều xe bị hư hại. May mắn mà không có ai bị thương tật. Thì đây là một vấn nạn mới, và Hungary, Romania cũng như là Russia cũng phải đồng quan điểm với Ukraine là phải hợp tác với nhau toàn diện để chống lại những cái vụ mà máy bay của Nga xuất phát từ Romania và bay qua 3-4 nước để mà tới tấn công một Ukraine. Thì có khi mà những cái máy bay không người lái này, drone có mang theo vũ khí thì lúc giờ thật sự là nguy hiểm. Dạ, và một cái bản tin tiếp theo cho thấy rằng là cái thành phố mà của Ukraine đã bị Nga coi như là đánh vào để mà xâm chiếm thì hiện tại có một cái người thị trưởng mới. Thì đây là một cái thành phố nằm ở phía tỉnh là Zaporizhzhia thuộc phía đông nam của Ukraine, đã cho biết rằng bổ nhiệm một cái người thị trưởng mới ở thành phố Melitopol sau khi mà cái người thị trưởng cũ đã bị quân đội của Nga bắt đi. Thì cái thông báo này cũng đã cho thấy rằng người thị trưởng mới đã được bổ nhiệm có tên là Galia Danichenko. Thì bà là một cựu thành viên của hội đồng thành phố luôn, và bà đã bổ nhiệm và nói rằng bà đang ở cái vị trí là quyền thị trưởng. Sau khi cái người cũ là Ivan Fedorov đã bị quân đội Nga bắt và không có cho ở đó nữa, thì công tố viên của tỉnh Đi Khai Lukansk thuộc về miền đông của Ukraine đã tuyên bố rằng là ông Fedorov này phạm tội khủng bố và hiện tại trong quá trình đang bị điều tra. Danichenko, bà nói rằng đề xuất thành lập ủy ban lựa chọn của nhân dân để mà có thể giải quyết những cái vấn đề quan trọng đối với thành phố Melitopol cũng như là vùng Melitopol này. Và hiện tại cái thành phố này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga bắt đầu từ ngày 25 tháng 2, chỉ có một ngày thôi sau khi mà Nga đã cho quân đánh chiếm vào Ukraine. Và Ukraine cũng đã nói rằng Nga đã dùng cái hành động bắt cóc cái người thị trưởng cựu Fedorov này là một trong những cái hành vi vi phạm nghiêm trọng về những cái luật pháp, nguyên tắc của quốc tế. Và theo như cái công ước Geneva cũng như là cái nghị định thư bổ sung là sẽ cấm bắt con tin dân sự như là ông Fedorov này. Thì chúng ta cũng đã thấy rằng là đây là một trong những cái thành phố mà sớm nhất mà Nga đã bắt đầu đánh chiếm của Ukraine. Thì chúng tôi sẽ gửi tiếp những cái bản tin cho quý khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Tổng thống Biden đã ký một cái sắc lệnh là cung cấp cho Ukraine thêm 300 triệu nữa. Tổng số tiền mà Hoa Kỳ đã yểm trợ cho Ukraine cho tới giờ này là trước sau thì trừ khoảng chừng 13,6 tỷ. Ở trong đó có 6 tỷ viện trợ quân sự và 6 tỷ viện trợ nhân đạo, tức là viện trợ thực phẩm và cũng như là thuốc men cho dân Ukraine. Thì đây là một con số rất là lớn, và với quyết tâm của Hoa Kỳ chắc chắn là Ukraine sẽ có thể trụ lại được với trước của chiến tranh của xâm lăng của Nga Xô. Thì hy vọng là những người dân Ukraine đó, dưới sự chỉ huy rất là dũng cảm của Tổng thống Zelensky sẽ đẩy lui cái cuộc tấn công vào Kyiv vào trong nay mai. Thì với cái thứ nhất là với cái số tiền viện trợ lớn lao mà Hoa Kỳ đã tặng cho Ukraine, đồng thời với những số vũ khí mà chúng tôi vừa thưa quý vị đã được chuyển tới rầm rộ trong mấy ngày vừa qua, tới 17 chuyến máy bay cung cấp về dụng cụ quân sự cũng như là đạn dược cho Ukraine, thưa quý vị. Dạ, và tới đây thì chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả hãy giữ hệ thống văn tầng VNATV đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.